Thưa quý vị, hiện nay một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhiều chính là sự tăng giá của các mặt hàng xăng dầu. Sự tăng giá kỷ lục này đã khiến nhiều ngành nghề gặp phải vô vàn khó khăn, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng 2 tháng nhưng mức giá xăng dầu đã tăng lên hơn 3.000 đồng trên lít. Từ đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt và cái hoạt động sản xuất của bà con nhân dân trong địa bàn huyện Đông Hải. Hiện nay thì bà con cũng mong muốn các cơ quan chức năng và nhà nước có những cơ chế chính sách hỗ trợ để người dân vượt qua khó khăn trước mắt này. Trước khi có sự điều chỉnh tăng giá xăng dầu sau Tết, thì vào khoảng tháng 11 năm 2021, giá xăng dầu đã nằm ở mức cao, ảnh hưởng không nhỏ đối với hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản của người dân. Nếu cộng dồn hai chuỗi tăng giá, thì trong 6 tháng qua, mức giá xăng dầu đã tăng hơn 6.000 đồng một lít. Chi phí mỗi chuyến biển của người dân phải cao lên ít nhất khoảng 80 triệu đồng đối với tàu có công suất lớn. Riêng các tàu có công suất nhỏ thì không dám ra khơi, bởi với mức giá xăng dầu như hiện tại thì thua lỗ là điều chắc chắn. Nói chung đánh bắt thì mỗi đồ mỗi năm nó mỗi càng kiệt mặt hàng thủy sản mà anh em đi đánh bắt lâu ngày mà cũng không có đồng lời gì hết đấy. Nói chung nhờ nhà nước coi giảm giá cái vụ đợt dầu ra sao cho bà con dễ sống hơn thôi. Một chuyến biển lỗ 5-10 triệu, vài chục triệu tùy theo người lớn hay người nhỏ mà phải làm chứ không làm cũng không có gì để sống. Khi xăng dầu tăng giá, đối tượng chịu ảnh hưởng khá nhiều chính là những người hành nghề xe ôm. Mức giá xăng tăng cao thì dịch vụ xe ôm cũng phải tăng giá. Thế nhưng khi giá tăng lên thì lại không có người đi, giữ lại giá cũ thì người chạy xe phải chịu lỗ, khiến cuộc sống thêm phần khó khăn. Cùng hoàn cảnh với những người hành nghề xe ôm, hoạt động dịch vụ vận tải hàng hóa cũng đang rất bấp bênh bởi mức giá hợp đồng vận chuyển phải giữ nguyên, trong khi các khoản chi phí khác, nhất là chi phí xăng dầu tăng cao. Theo anh Hồ Văn Trực ở xã Long Điền, người đang hoạt động dịch vụ vận tải hàng hóa ở cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bạc Liêu, thì hiện mức giá hợp đồng anh ký kết với chủ dựa là 2,5 triệu đồng một chuyến xe 8 tấn hàng hóa đi thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trừ các khoản chi phí như hàng hóa qua cảng, tiền dầu, phí đường bộ, mỗi chuyến xe anh chỉ còn lời khoảng 600.000 đồng. Nếu trừ các khoản chi phí ăn uống, bảo dưỡng xe thì hầu như không còn lời bao nhiêu. Bây giờ xăng dầu nó tăng lên thì đi phí nó cao, đi chung làm vận tải giờ nó không có lời, hay cuộc sống thì nó cũng khó khăn, thu hẹp vậy. Theo ghi nhận của phóng viên, đối với ngành nghề chủ lực của huyện Đông Hải là nuôi trồng thủy sản cũng gặp không ít khó khăn khi xăng dầu tăng giá, nhất là lĩnh vực nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp. Để bổ sung lượng nước thiếu hụt trong ao tôm, nông dân phải chạy máy bơm vào mỗi con nước nhằm tạo mực nước cân bằng, điều hòa nhiệt độ và thu hoạch tôm nuôi. Thế nhưng hoạt động nuôi trồng thủy sản theo mô hình quảng canh hiện nay đang gặp khó khăn, sản lượng sụt giảm đáng kể mà giá xăng dầu lại tăng cao, khiến nông dân lao đao. Khó khăn giờ bơm nước, giờ xăng dầu mắc quá thì không dám bơm nước nữa. Mỗi khi có sự điều chỉnh tăng giá xăng dầu thì hầu hết các ngành lĩnh vực đều bị tác động theo hướng tiêu cực. Trước những khó khăn trên, người dân Đông Hải mong rằng các ngành các cấp sẽ sớm có giải pháp hữu hiệu giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.